chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Y tế Công an vui như Tết, y tế cho dân hết thuốc trị, ý đảng, dân ngỏm, mặc bay. Tối ngày 24 tháng 12, dưới sự chỉ đạo của ông Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, đã tổ chức buổi gặp mặt lãnh đạo Bộ Y tế gồm các giáo sư, bác sĩ đầu ngành, lãnh đạo các bệnh viện trung ương và bệnh viện thuộc ngành Công an trên địa bàn thủ đô Hà Nội. Lý do họp mặt là kỷ niệm 68 năm Ngày Thầy Thuốc Việt Nam 27 tháng 2. Bộ Công an đã tổ chức buổi họp mặt này để tôn vinh các thầy thuốc trực thuộc Công an. Đến dự có ông Nguyễn Duy Ngọc, Trung tướng, ông Nguyễn Văn Long, Thiếu tướng, ông Lê Văn Tuyến, Thiếu tướng và các lãnh đạo trong một số tổ chức y tế thuộc Bộ Công an. Đến dự còn có bà Đào Hồng Lan, Bộ trưởng Bộ Y tế và ông Nguyễn Quốc Triệu, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế, cựu trưởng ban bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cán bộ trung ương. Đây là hình ảnh Y tế Công an thì đang vui như Tết. Nói chung, trong buổi lễ này, cả ông Tô Lâm và bà Đào Hồng Lan thay nhau phát biểu. Ông Tô Lâm thì ca tụng công tác y tế trong Công an, còn bà Đào Hồng Lan thì ca tụng ngành y tế của Việt Nam. Trong hai người tung hô ngành y tế, ông Tô Lâm thì nói thật, còn bà Đào Hồng Lan thì nói dối. Tại sao ông Tô Lâm nói thật, còn bà Đào Hồng Lan nói dối là câu hỏi được dư luận đặt ra. Trước hết, nói về Bộ Công an. Bộ này năm 2023 nhận được ngân sách là 99.945 tỷ đồng, tức là tương đương với 5,2 tỷ đô la Mỹ. Với ngân sách này, chỉ cần một phần nhỏ thì ông Tô Lâm cũng đã làm cho ngành y tế công an ngập đầy tiền và tiền. Sẽ không có chuyện thiếu thuốc men, thiếu thiết bị y tế cho ngành. Thứ nhì là Đảng Cộng sản Việt Nam xem lực lượng công an là thanh kiếm bảo vệ đảng, nên Đảng Cộng sản lo chế độ công an đầy đủ để mua sự trung thành của họ. Công an tham tiền thì ắt trung thành với chế độ, sẵn sàng đạp lên lẽ phải, bắt người vô cớ nếu có lệnh. Còn về ngân sách của Bộ Y tế Việt Nam thì có thể nói là vô cùng thảm hại. Bộ Y tế hiện nay có được cấp ngân sách chỉ có 7.467 tỷ đồng, tức là tương đương chỉ có 311 triệu đô la, chỉ bằng 1 phần 17 lần so với ngân sách của Bộ Công an. Sức khỏe của gần 100 triệu người dân được Đảng Cộng sản Việt Nam quẳng cho số tiền còm cõi như thế. Đấy là sự bất bình đẳng trong cách đối xử của Đảng. Đây là hình ảnh y tế cho dân thì hết thuốc trị. Như vậy là Bộ Công an đã tiêu tiền rất lớn và được nhận khoản tiền khổng lồ, nhưng ngành y tế của Bộ Công an mới vui như Tết. Vậy ông Tô Lâm ca ngợi ngành y tế Bộ Công an là đúng vì nó có quá nhiều tiền. Trong khi đó, cả Bộ Y tế lo cho sức khỏe 100 triệu dân Việt Nam từ Bắc đến Nam mà nhận nguồn ngân sách còm cõi. Và cũng đó là lý do vì sao hiện nay xuất hiện hiện tượng bệnh viện thiếu thuốc men, thiếu vật y tế tràn lan và các nhân viên ở đây không muốn làm việc. Tình hình ngành y tế dân sự như thế thì mà bà Đào Hồng Lan vẫn phát biểu ca tụng thì rõ ràng bà rất vô cảm, vô trách nhiệm với sức khỏe của nhân dân. Tờ Thời báo.de thì luôn duy trì tiếng nói với của người dân. Hiện nay Đảng Cộng sản xem dân như là nguồn lợi để khai thác triệt để. Cho nên họ đầu tư vào y tế dân sinh một cách chiếu lệ, còn thì người dân tự bỏ tiền ra trả lấy. Họ không mặn mà gì với việc chăm lo cho sức khỏe toàn dân, mặc dù thì họ luôn hô hào là vì nhân dân, nhưng hành động của họ hoàn toàn ngược lại. Mới đây, tỉnh Thanh Hóa đã duyệt kinh phí xây dựng một bức tượng đài tới 125 tỷ đồng và không hề nghĩ đến việc dùng số tiền này để mua thuốc và mua trang thiết bị y tế, xây bệnh viện cho nhân dân. Tượng đài chỉ là một khối đá hoặc một khối kim loại vô tri vô giác, nhưng Đảng Cộng sản đã xem trọng nó hơn sinh mạng của người dân cả nước. Đó là một thực tế. Đây là hình ảnh đảng của ông Nguyễn Phú Trọng, vì dân thế nào mà để cho y tế bệ rạc đến như vậy. Không lo cho y tế cho dân là một tội ác, chứ không chỉ có bức cung nhục hình người dân cho đến chết mới là tội ác. Tội ác nó nằm ngay trong quan điểm của đảng, từ quan điểm đó nó thành chính sách. Và từ đó mới có những chính sách o bế công an, o bế quan chức và tăng cường cướp bóc và chấn lột người dân với hàng trăm thứ thuế và phí nặng nề, ngay cả khi họ đang gặp cảnh khủng hoảng về kinh tế. Đấy là y tế công an, còn y tế cho vua quan thượng tầng thì càng dồi dào hơn. Đảng Cộng sản Việt Nam dựng lên ban bảo vệ và chăm sóc cán bộ sức khỏe trung ương, ban này có kinh phí thì vô cùng dồi dào. Luôn có sẵn bệnh viện tốt nhất cho các quan chức, bác sĩ giỏi nhất và trang thiết bị hiện đại nhất, cũng như chữa bệnh ở nước ngoài vô cùng đắt tiền. Còn với dân thì họ để cạn thuốc,
ai chết mặc ai, đảng bền vững là được. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình với bản tin Y tế công an vui như Tết, y tế cho dân thì hết thuốc trị. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Phương thuốc của Phương Hằng chậm phát tác nhưng kịch độc. Sau khi bà Đặng Thị Hàn Ni bị sổ khám một ngày thì một nhân vật khác từng chống bà Nguyễn Thị Phương Hằng cũng nối gót bà Hàn Ni. Đó là ông luật sư Trần Văn Sĩ. Có thể nói, từ khi bà Nguyễn Phương Hằng đâm đơn kiện những nhân vật này, cho đến ngày nay, những người này sổ khám là một khoảng thời gian khá dài, đến hơn một năm. Vào ngày 25 tháng 2, báo chí trong nước đồng loạt đưa tin ông Trần Văn Sĩ, 66 tuổi, đã bị công an tại thành phố Hồ Chí Minh bắt tạm giam về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân theo điều số 331 Bộ luật hình sự. Ông này bị khởi tố tội giống y hệt như tội của bà Nguyễn Phương Hằng và cũng giống tội của bà Đặng Thị Hàn Ni. Đây là hình ảnh nhà báo Đặng Thị Hàn Ni bị bắt vào ngày 24 tháng 2 năm 2023. Ông Trần Văn Sĩ từng có thời gian làm chủ nhiệm đoàn luật sư tỉnh Vĩnh Long. Ông Sĩ bị bắt là do bà Nguyễn Phương Hằng cùng chồng bà là ông Huỳnh Uy Dũng tố cáo. Vợ chồng bà Hằng cho rằng ông Sĩ và một số người khác đã đăng tải các đoạn ghi hình với nội dung xúc phạm danh dự, nhân phẩm của họ, xâm phạm lợi ích hợp pháp của công ty cổ phần Đại Nam và quỹ từ thiện Hằng Hữu. Được biết, bà Nguyễn Phương Hằng đã đâm đơn kiện đến 35 người, tuy nhiên đến giờ này chỉ mới có 2 người bị bắt, không biết những người còn lại có chắc không đến lượt mình hay không, hay đang lo lắng và rất run sợ đây. Khẩu chiến trên không gian mạng tưởng như là chuyện cãi vã nhỏ nhặt, nhưng nó không hề nhỏ. Những gì bà Nguyễn Phương Hằng tố ông Thầy Lang Võ Hoàng Yên, các nghệ sĩ và các nhà báo bẩn được nhiều người đánh giá là đúng và can đảm. Vấn đề của bà Nguyễn Phương Hằng là cách tố giống như chửi làm cho nhiều người không ưa thích. Đây là hình ảnh vào ngày 25 tháng 2, ông Trần Văn Sĩ cũng bị bắt giam. Thời kỳ này là thời kỳ mạt pháp, xã hội thì đảo điên. Lang băm lừa thiên hạ trong nhiều năm, lấy của người bệnh rất nhiều tiền nhưng vẫn được chính quyền dung dưỡng. Chỉ được từ ngày bà Nguyễn Phương Hằng tố ông Võ Hoàng Yên đến nay đã có hơn 2 năm, sự thật thì rành rành. Tại sao chính quyền không vào cuộc xử lý ông này thật nặng để răn đe những thành phần bất lương tự nhận là thần y đi lừa gạt xã hội trục lợi cho mình? Hay nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam lại đang dung dưỡng cho thành phần này để chúng mang lại tiền bạc cho những người có chức có quyền bảo kê cho họ? Nghệ sĩ thì lợi dụng thảm họa của người dân để chiếm dụng tiền từ thiện. Nhà báo thì hùa với bọn nhiều tiền bao che cho tội ác. Xã hội này đang quá nát, chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam có nhận ra hay không? Ông Nguyễn Phú Trọng đang đốt thật nhiều củi, đốt quan chức cho đảng của ông được trong sạch. Thì tại sao ông không đốt hết thành phần thầy lang bất lương, các nghệ sĩ bất lương và nhà báo bất lương như vậy? Chẳng lẽ ông chỉ làm sạch cho đảng, chứ không chịu làm sạch cho xã hội? Thụ lý đơn kiện của bà Nguyễn Phương Hằng là rất cần thiết. Bà Nguyễn Phương Hằng phát livestream tố cáo thì chắc chắn sẽ động chạm và nhóm chúng bà là thành phần xã hội gọi là bị chạm nọc. Đã lên tiếng chống cái xấu cái ác là cần thiết, thành phần nào nổi lên chống lại sự lên tiếng ấy thì mới chính là thành phần đang có vấn đề. Đây là hình ảnh cho đến thời điểm này bà Nguyễn Phương Hằng đã kéo dài vụ việc ngay cả khi bà đã bị bắt giam và đưa được 2 người vào nhà giam cùng bà. Thực ra bà Nguyễn Phương Hằng không hề nói theo cảm tính như những nhiều chuyện nhan nhản ngoài xã hội. Bà Hằng làm việc có bài bản, bà vừa nói vừa hành động, đó là đệ đơn tố cáo những cá nhân đã vi phạm pháp luật. Thậm chí những lá đơn tố cáo của bà Hằng có sự tham gia tư vấn của luật sư. Điều đó cho thấy bà làm việc có cơ sở và rất khoa học. Những lá đơn của bà Nguyễn Phương Hằng được đánh giá là nặng ký, một khi chính quyền xem xét nội dung thì có thể sắp tới đây có rất nhiều người nữa
sẽ nối đuôi ông Trần Văn Sĩ và bà Đặng Thị Hàn Ni vào nhà giam. Quả thật, liều thuốc của bà Nguyễn Phương Hằng chậm phát tác, nhưng rõ ràng nó kịch độc đối với thế lực đang chống bà. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de với bản tin Phương thuốc của Phương Hằng chậm phát tác nhưng kịch độc. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.